Xin chào cả nhà nhá. Nay là ngày chuẩn bị đến rằm Trung Thu rồi. Mình vừa ra mình lên hãng bánh Trung Thu này, cơ sở bánh Trung Thu Bảo Phương ở phố Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội để mình mua bánh gia truyền. Mình thích ăn cái hương vị bánh gia truyền của Việt Nam mình. Tức là ngày xưa đây là hai cái bánh, đây là một cái bánh dẻo và đây là cái bánh nướng. Cả hai cái bánh đều là nhân thập cẩm hết. Đấy, đều là bánh nhân thập cẩm. Đấy, cái bánh làm thủ công thì nó có hình dạng như thế này. Nó không được đẹp như mịn màng như những cái bánh ở nhà máy. Nhưng mà ai đã ăn những cái bánh này rồi thì rất là thích, bởi vì nó là nhân thập cẩm. Nhân thập cẩm ở trong nhân nó ăn rất là tuyệt vời. Đấy. Đây nhá. Đó, mọi người xem này. Đó, tem của cơ sở bánh này. Địa chỉ này, số điện thoại. Đấy. Ngày sản xuất là ngày 26 tháng 8 này. Hôm nay là 30 tháng 8, 4 ngày rồi. Và phải bóc ra ăn thôi. Đấy. Hôm nay mình sẽ tiến hành ăn cái bánh này. Mình sẽ tiến hành bóc và sẽ cắt ăn cái bánh này, uống với nước chè. Đấy, uống nước chè này, ăn với hoa quả. Và ngồi lướt web. Đấy, lướt web. Sắp tới là mùng 2 tháng 9 rồi, đang nghỉ mùng 2 tháng 9 rồi. Mình đang vào cái trang web về du thuyền Hạ Long để tìm kiếm một cái du thuyền hợp lý để đặt đi nghỉ dịp lễ mùng 2 tháng 9 tới đây. Tới đây mùng 2 tháng 9 là mọi người được nghỉ làm 4 ngày. Đấy. Hôm nay mình tranh thủ buổi trưa vừa ăn bánh Trung Thu vừa lướt web xem có những cái du thuyền nào đẹp, 5 sao đẹp, giá cả hợp lý ở Hạ Long thì sẽ đặt để cho gia đình đi vào đợt mùng 2 tháng 9 này. Đây, trong web này rất là nhiều tour du thuyền Hạ Long. Đấy, bây giờ mình tiến hành bóc nhá. Bóc để mình cắt nhá. Bóc để cắt ra. Đấy, đây, để cái bánh nướng này ra đây. Hôm nay mình sẽ tiến hành bóc và ăn thử cái bánh dẻo trước. Thế xong mình sẽ làm một cái video ăn thử cái bánh nướng. Cái bánh nướng là vì làm gia công và nướng thủ công cho nên là cái hình bánh nó như thế này. Nhưng mà rất là xịn. Cái bánh dẻo thì rất là chắc chắn. Đây, gói giấy bóng ra giấy báo nhá. À. Yeah. Đấy. Đây là cái bánh nha các bạn nha. Bánh Bảo Phương. Đấy. Đấy. Bóc cái tem ra. Đây. Tem này, cơ sở bánh Trung Thu Bảo Phương. Địa chỉ 183 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Điện thoại 024-382-30-797. Đây là bánh dẻo nhân thập cẩm. Nguyên liệu để làm cái bánh dẻo nhân thập cẩm này gồm có bột nếp, đường kính trắng, hương hoa bưởi, mứt sen, lạp xưởng, mứt bí, hạt dưa, nước sạch, vừng. Đó. Trọng lượng cái bánh này là 230g. Rất là nặng nhé. 230g. Rất là nặng. Ngon tuyệt vời luôn. Đây mọi người xem này. Đó. Đây, mình sẽ chụp lại cái bánh dẻo này. Để chụp lại cái hình bánh dẻo này.
Đấy nha, mọi người xem cái bánh dẻo. Ngon không? Rất là ngon. Thơm cực kỳ luôn đấy. Xem nào. Wow, thơm lắm. Đấy. Wow, mùi hương hoa bưởi. Mùi hương hoa bưởi rất là thơm. Đấy, mình tiến hành là cắt nhá. Đấy, cắt này. Chúng ta đưa nhẹ kéo thôi. Bánh dẻo cho nên là cái bột nó rất là dẻo. Đấy. À, thấy không? Một người khả năng không ăn hết được cái bánh này. Bánh này là mình mua là cái bánh này là 230g và có giá của nó là 50.000 nhá. Có nên cắt nhỏ nữa không? Cắt đây nữa. Cái bánh này 50.000 đấy. Bánh nhân thập cẩm. À, rồi. Tuyệt vời chưa? Bạn nhìn thấy tuyệt vời nhá. À, giờ tiến hành ăn thử này. Các bạn ăn bánh trung thu thì nhớ uống với nước chè nhé. Rồi. Đấy. Hạt vừng này. Lạp xưởng này. Đấy. Hạt sen này. Đấy. Mùi hương hoa bưởi. Ui thơm lắm. Ở đây có cả hạt dưa. Hạt dưa á. Dưa và hạt hướng dương. Đấy rất là ngon. Tuyệt vời luôn nhá. Bạn nhìn này. Kỹ nhá. Ngon chưa? Đây. Đây nhá. Đấy. Đây uống nước chè rất là tuyệt vời. Đấy. Thấy không? Đấy, chúng ta quay cận cảnh cái nhân bánh cho mọi người thấy. Ngon tuyệt mọi người ạ. Đấy. Wow. Thấy chưa? Mọi người thấy ngon chưa? Đấy. Cảm quan cái bánh thấy không? Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành thưởng thức nhá. Mình sẽ thưởng thức cái miếng bánh dẻo. Bánh dẻo nhân thập cẩm của hãng bánh trung thu Bảo Phương. Hãng bánh nổi tiếng nhất của Hà Nội đấy. Sau ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch ấy, mà các bạn muốn đến đây mua là phải xếp hàng đợi rất là lâu. Này. Đó. Thì nếu mà gần đến trung thu mà chúng ta muốn mua là phải đợi rất là lâu. Ăn thử nhá. Rất là ngon, thơm. Cái này có thứ nhất là mùi hoa bưởi, hương hoa bưởi rất là thơm rồi. Trong này có mứt sen này, lạp xưởng này, mứt bí này, hạt dưa này.
Đấy. Cho nên là ăn cái hạt dưa, hạt bí nó ăn rất là thơm. Mình thích ăn ngọt. Ăn này ngọt là vừa. Không ngọt quá. Nhiều cái bánh gia công là ăn hay ngọt quá. Nhưng bánh này ngọt vừa phải. Mình lại không thích ăn những cái bánh nhà máy lắm. Cái bánh đấy phần lớn lắm. Toàn đậu xanh không. À, cái này ngon. Ừ. Ê, sang cái bột này rất là dẻo. Đấy. Ngon. Đấy. Bỏ đó. Ăn phải cái đường kính trắng là nó cứ sạo sạo. Đấy. Cái bánh nướng là ngon ngon nữa. Đây là cái hãng bánh mà gia truyền nổi tiếng của Hà Nội mà năm nào cũng được báo chí nói rất nhiều. Mình có thể ăn thêm được một miếng nữa. Ăn thêm hai miếng. Ngon rồi. Đó. Đây có rất nhiều hạt vừng, hạt dưa. Cơ sở làm rất là đảm bảo an toàn vệ sinh nhưng mọi người không phải lo. Ngon quá. Chúng ta lưu ý nhá, ăn cái bánh này chỉ uống nước chè thôi, đừng không ăn hoa quả. Ăn hoa quả luôn là bánh nó vẫn còn ngọt, ăn hoa quả nó sẽ không được ngọt, không ngon lắm. Ngon. Vừa ăn bánh vừa lướt web để là tour du thuyền Hạ Long. Thì xem nghiên cứu mình tiến hành đặt con tàu à, con tàu Serenity đấy, nó booking. Ngon thật. Tuyệt vời. Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình sẽ tiếp tục làm các video khác. Mọi người có đóng góp những ý kiến gì thì comment bên dưới cho mình. Video tới mình sẽ review ăn cái bánh này, bánh nướng. Bánh nướng ăn khả năng sẽ hợp lý hơn, sẽ ngon hơn bởi nó có mỡ. Còn cái bánh dẻo thì nó không có mỡ. Nó cũng rất là ngon rồi. Đó, mình ăn được 1/4 cái bánh. Cái bánh này là 2 lạng 3, 2,3 gram. À 230 gram, tức là 2,3 lạng. Nó rơi vào 1/4 cân đó. 1/4 kg nặng lắm, ăn ngon thật.
ăn xong phải uống nước. À không 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 dám ăn nho. Ăn nho để lắm. Rồi, cảm ơn các bạn nhá. Mình xin dừng video tại đây. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn.